Thưa quý vị, trong biên chế của lực lượng biên phòng có một loại vũ khí đặc biệt, một loại vũ khí sống, đó là những chú chó nghiệp vụ được huấn luyện tại trường trung cấp 24 biên phòng. Mới đây, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng lần đầu tiên tổ chức hội thao chó nghiệp vụ nhằm kiểm tra, đánh giá thực chất, toàn diện kết quả công tác quản lý, chăm sóc, huấn luyện đối với huấn luyện viên và chó nghiệp vụ của các đơn vị. Những người bị chó cắn, đó là cách nói vui về những quân nhân này, những người vào vai quân xanh để huấn luyện các chú chó chiến đấu. Để an toàn trong quá trình huấn luyện, họ phải mặc trang phục bảo hộ đặc biệt với những lớp bông rất dày. Cánh tay của họ là mục tiêu tấn công đầu tiên của những chú chó, bởi khi làm nhiệm vụ trong thực tế, nếu kẻ địch có cầm súng, cú lao vào người và vật lộn dũng cảm của chó sẽ vô hiệu hóa hung khí trên tay chúng như súng, dao hay lựu đạn, tránh nguy cơ sát thương cho bộ đội khi tấn công tội phạm. Trong buổi thi hội thao ngày hôm qua thì tôi có phục vụ chó nghiệp vụ của tỉnh đưa vào hội thao, thì chó nghiệp vụ có sức cắn rất là tốt. Ống tay tập của chúng tôi đã được lót đệm và rất là chắc chắn, nhưng mà chó nghiệp vụ vẫn có thể cắn xuyên qua ống tay tập và có tác động đến tay của tôi ở bên trong. Tuy là tay của tôi thì được bảo hộ rất là kỹ càng nhưng vẫn có những cái vết thâm tím do chó nghiệp vụ cắn xuyên qua ống tay. Trong vòng đời không dài của một chú chó là sự gắn bó và trung thành dưới sự dạy dỗ và tình cảm săn sóc, yêu thương của một người lính biên phòng. Không có tình cảm, người lính biên phòng sẽ không đủ kiên nhẫn để huấn luyện từng động tác nhỏ. Không có tình cảm, chú chó nghiệp vụ sẽ không thể ngoan ngoãn nghe lời, dù đều là những giống chó to lớn, hung dữ. Hồi trước khi thi đấu thì tôi cũng đã chuẩn bị các cái giải pháp để đảm bảo sức khỏe cho chó. Ví dụ như trời mà nắng nóng thì tôi chuẩn bị nước, đảm bảo nước nôi, điện giải, thường xuyên massage và khích lệ động viên chó nghiệp vụ để có sức khỏe và tinh thần tốt nhất thi đấu. Hội thao kiểm tra lý thuyết đối với huấn luyện viên chó nghiệp vụ, kiến thức chung về chăn nuôi thú y, điều lệnh. Đối với các nội dung chuyên ngành trọng tâm, tập trung kiểm tra thể lực, chạy vượt chướng ngại vật, thi chuyên ngành huấn luyện chó chiến đấu, phục kích, lùng sục, chuyên ngành huấn luyện chó phát hiện ma túy trên phương tiện và trong hành lý. Qua cái hội thao này, xem là chúng ta cần bổ sung thêm những cái gì. Đấy, và vừa rồi qua cọ sát quốc tế, đấy, qua đi thi các Army Game, đấy, thì bây giờ tổng hợp lại để nâng cấp lên về nội dung, nâng cấp lên về chương trình, về mục tiêu để đáp ứng cái yêu cầu rồi tình hình. Bởi vì bây giờ không những là chỉ có quản lý bảo vệ biên giới mà còn có thể làm những nhiệm vụ quốc tế, thì đòi hỏi yêu cầu chuyên môn phải cao hơn. Thì như vậy là qua hội thao chúng tôi sẽ có đánh giá lại toàn bộ cái quá trình đào tạo huấn luyện từ trước đến nay của nhà trường, cũng như là cái sử dụng của toàn lực lượng, để trên cơ sở đó để Bộ Tư lệnh có cái chỉ đạo tiếp theo cho nó phù hợp và đáp ứng với cái tình hình trong tình mới. Chung cuộc, Ban tổ chức Hội thao huấn luyện chó nghiệp vụ năm 2023 đã trao giải nhất tập thể, nhất cặp vận động viên và chó chiến đấu, cặp vận động viên và chó phát hiện ma túy cho đoàn vận động viên trường trung cấp 24 biên phòng, giải nhì 3 cho đoàn vận động viên bộ đội biên phòng các tỉnh Trà Vinh, Quảng Trị, Quảng Ninh, Tây Ninh. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Việt Nam và Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.